Bài thơ có Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Luca. Khi ấy tất cả các người đứng dậy và giải người đến Pilato. Họ bắt đầu tố cáo người rằng: chúng tôi đã thấy người này xúi giục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Caesar và còn tự xưng là Kitô vua. Pilato bảo các thượng tế và đám đông rằng: ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cố lại rằng: người này đã làm náo động dân chúng, giảng dạy khắp xứ Judea, bắt đầu từ xứ Galilea đến đây. Pilato vừa nghe nói đến Galilea thì hỏi cho biết có phải đương sự là người xứ Galilea không. Và khi đã biết người thuộc thẩm quyền Herod, quan điểm sai giải lời cho Herod cũng có mặt tại Jerusalem trong những ngày ấy. Herod thấy Chúa Giêsu thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu ông ao ước đến người và đã nghe nói về người rất nhiều và hy vọng xem người làm một vài phép lạ. Nhằm muốn hỏi người rất nhiều lời nhưng người không đáp gì hết. Trong khi ấy các thượng tế và luật sĩ ở đó tố cáo người dữ dội, còn Herod cùng các quan lính thì phi rẻ và nhào bán người và phát cho người một cái áo choàng trắng và người trả người cho Pilato. Chính ngày đó Herod và Pilato trở thành bạn cũ vì trước kia họ là thù địch với nhau. Bây giờ Pilato triệu tập các thượng tế, các thủ lãnh và dân chúng lại và bảo họ: các ngươi đã nộp cho ta người này như một kẻ xúi giục dân làm loạn. Nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi và ta không thấy người này phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả vua Herod cũng thấy như vậy, vì ta đã cử các ngươi đến nhà vua và nhà vua cũng không thấy có chi đang tội trên cả. Vậy ta sẽ cho xử phạt người tha đi. Mỗi dịp lễ quan tổng trấn phải bỏ thích cho họ một người tù. Vậy đoàn dân đồng thanh kêu lên: hãy giết người này và tha Ra-ba cho chúng tôi. Tên này vì dấy loạn trong thành và giết người nên đã bị tổng tù. Nhưng Pilato muốn tha Chúa Giêsu nên lại nói với dân chúng. Nhưng chúng càng la to hơn và nói: hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó vào thập giá. Lần thứ ba quan lại nói với dân chúng: người này đã làm gì xấu, ta không thấy nơi ông ấy có lý do để đến án tử hình. Vậy ta sẽ trừng phạt rồi tha đi. Chúng lại la lớn tiếng, nhất định đòi đóng đinh người vào thập giá. Và tiếng la hét của chúng càng dữ dội hơn. Pilato liền tuyên án theo lời chúng yêu cầu. Vậy quan phóng thích tên đã bị cầm tù vì giấy phạt và giết người là kẻ mà chúng đã xin tha, còn Chúa Giêsu thì quan trao phó để bảo ý chúng. Khi điều người đi, chúng bắt một người xứ Cyrene tên là Simon ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông bắt tập giá theo sau Chúa Giêsu. Đám đông dân chúng theo người, có cả những người phụ nữ khóc thương người. Nhưng Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại bảo họ rằng: hỡi con gái Jerusalem, đừng khóc thương ta, hãy khóc thương chính các ngươi và con cái các ngươi. Vì này sắp đến ngày người ta sẽ than rằng: phúc cho người xót xẻ, phúc cho những lòng không sinh nở và những vú không nuôi con. Bấy giờ người ta sẽ lên tiếng với núi non rằng: hãy đổ xuống để chúng tôi, và nói với các gò ngọc rằng: hãy che lấp chúng tôi đi. Vì nếu cây tươi còn bị xử như vậy thì gỗ khô sẽ ra sao? Cùng với người chúng còn nhiều hai tên gian ác nữa đi xử tử. Khi đã đến nơi gọi là Bú Sọ, chúng đóng đinh người vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng: lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Rồi chúng rút thắt mà chia nhau ta cười. Dân chúng đứng đó nhìn xem và các thủ lãnh thì cười nhạo.
cũng chịu đồng lột ạ, mà bi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng, lạy Ngài, khi nào về đức Ngài xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp, quả thật ta bảo ngươi, ngày hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm nhìn bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín, mặt trời trở nên u ám, mặt trong đền thờ sẽ tan làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng, lạy Cha, con có linh hồn con trong tay Cha. Nói đoạn, người chút hơi thở. Thấy sự việc xảy ra, viên sĩ quan ca tụng Thiên Chúa rằng, ông này quả thật là người công chính. Và tất cả dân chúng có mặt thấy cảnh tượng đó và chứng kiến những việc xảy ra, liền lập tức trở về. Đứng xa xa có những kẻ không biết người và mấy phụ nữ đi theo người từ xứ Galilea, họ cũng chứng kiến. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụ hộ, ngày lễ đáng cho chúng ta chứng kiến những đổi thay bất ngờ của cuộc đời và của lòng người. Dân chúng vừa mới hân hoan cầm cành lá đón tiếp Chúa, đã lập tức quay lại la ó tiếp ăn Chúa. Chúa Giêsu vừa mới long trọng vào thành như một ông vua, nay đã phải đứng trước tòa Phi Lao như một tử tội. Giuđa vừa ăn chung một bánh, uống chung một chén với thầy, đã vội vàng ra đi nộp thầy. Các môn đệ vừa mới ngồi đồng bàn với thầy, nay đã bỏ trốn. Phêrô vừa mới hăng hái thầy sống chết bên thầy, đã mau chóng nghẹn ngào chối thầy. Tất cả cho chúng ta thấy lòng dạ của con người. Nhưng dù trước những đợt sóng thù hận giận dữ như vậy, Chúa Giêsu vẫn giữ được tâm hồn bình an thanh thản và Ngài vẫn ân cần quan tâm với một trái tim tràn sự yêu thương. Trước hết, chúng ta thấy Ngài thanh thản chủ động bước vào vùng thương khó khi người nói với các môn đệ, thầy ước ao sự cứu thì vượt qua với các con. Trước cái chết ai cũng run sợ, nếu chết là hết thì cái chết thật là đáng sợ. Nhưng với Chúa Giêsu, chết là về cùng Chúa Cha, người yêu mến Chúa Cha, người khao khát kết hiệp với Chúa Cha, nên người thanh thản bước vào cùng khổ nạn để được về cùng Cha. Rồi quân lính hung hãn đến bắt Chúa Giêsu, người vẫn hiền hòa không kháng cự, và thậm chí Ngài còn mở rộng bàn tay nhân ái chân lành cho người đầy tớ bị thương thế đã bị Phêrô chém đứt quẻ tay. Rồi khi Giuđa lên khuôn mặt Chúa Giêsu, Chúa Giêsu không nặng lời của trách một người trò phản bộ, nhưng người chỉ với thái độ lịch sự tế nhị để cho Giuđa khuôn mặt mình. Lúc đang xét xử, dù chịu trai ngàn cay đắng, Ngài vẫn quan tâm đưa mắt nhìn Phêrô, vì đại diện các môn đệ sau khi chối thầy đã nhận được ánh mắt âm thầm của thầy mình, một ánh mắt hiền dịu mà đau khổ, ánh mắt trách móc tùy ý mà tha thiết văn xin thì nhiều. Chính ánh mắt nhân từ tha thứ đó đã khiến Phêrô này rất buồn vui. Rồi trên đường lên núi Sọ, dù vai và mang
hơi thở giá nặng nề, dù bản thân yếu mệt và tủi nhục, người vẫn còn đứng lại an ủi. Những người phụ nữ khóc lóc an ủi đàn dân đã tố cáo, đã thấy hai người trên thập giá, lúc đau đớn đã tận xương tủy, lúc sức lực đã càng mòn, người vẫn quan tâm lắng nghe người chồng này và được ban nước trời cho em. Và còn hơn thế nữa, ngày còn tha thứ cho những sĩ quan, những binh lính đã hành hiệp, không chỉ tha thứ mà còn cầu nguyện xin Chúa Cha tha cho tất cả mọi người có dính líu vào việc xử án người. Tình yêu thương của Chúa đang mời gọi mọi người chúng ta ý thức để chúng ta học nơi người, để biết dùng yêu thương xóa bỏ tận thù. Chúa Giêsu đã thực hiện lòng thương xót đến tận cùng vì yêu thương nhân loại. Giữa những phản bội, người vẫn yêu thương, người vẫn tha thứ, và tình yêu của người đã chiến thắng hiện tồn. Xin cho mỗi người chúng ta học hơn Chúa Giêsu hiền lành và yêu thương trong lòng, để cho chúng ta, trái tim của chúng ta luôn được muốn học nên giống trái tim Chúa để sống hiền lành, yêu thương, đặc biệt trong lòng thánh lòng từ sau này.